Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của hai mẹ con mình. Đây là hai chú chó con mà Misu mới đẻ các bạn ạ. Nhìn rất dễ thương phải không ạ? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn món gì đây, các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thấy chợ rất nhiều cá tươi sống phải không ạ? Và đây là thứ mình cần tìm. Mình sẽ mua một ký ếch về để nướng các bạn ạ. Ếch như người ta bán một ký 50.000 nha các bạn. Đây là số ếch mình đã mua và làm sẵn rồi đấy các bạn. Và để làm món ếch nướng thì mình có ếch, cà rốt, dưa leo, cà chua để ăn kèm, xà lách nữa. Và dầu hào và sa tế để mình ướp với ếch. Đây là sa tế mình tự làm nhé các bạn. Tự làm nó đảm bảo hơn. Và bây giờ mình sẽ đem đi ếch đi nướng ướp với gia vị các bạn ạ. Mình cho 5 muỗng dầu hào và 5 muỗng sa tế nhé các bạn. Thank you.
món ếch nướng cay của mình đã hoàn thành rồi đấy các bạn. Như hấp dẫn phải không các bạn? Món này mà đưa vào mấy anh nhậu là khoái lắm. Đây là ếch nướng của mình đã hoàn thành đây. Nhìn rất hấp dẫn. Đây là chén muối tiêu thần thánh, siêu cay. Rất đẹp mắt. Bốc ăn hả? Bốc ăn thôi. 5 cuộn, 4 cuộn. Ăn đi. 7. Này ăn thử ếch chấm muối ớt, ớt chanh. Ồ, đúng siêu cay các bạn ơi. Okay. Cay quá. Đấy, đang nóng nữa. Mời các bạn nha. Quá ngon. Cay quá. Miệng nhai thịt mà tai nghe. Thịt nào? Thịt đùi. Hết bự lên. Ngon không mẹ? Ngon lắm. Đang nóng. Đúng rồi, nó đang ở bự. Đang ở nóng như thế. Hãy
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ.